ha, ba mẹ nuôi con cần nó lớn, con quen người nào mà phải phải thương ba, yêu ba mẹ phải không? Ba mẹ phải nghĩ là mẹ chứ, thằng này nó, chú Hải nó hẳn luôn, chú Hải nói thằng này không được, thằng này nó nhắn tin mà nó đòi giết ba mẹ phải không? Bỏ tù á, Nó sao đòi nó đòi bỏ bắt cầu tù? ra, đòi bắt cầu là chú Hải thấy không được rồi, con thấy gì là không được, chú Hải thấy không được phải không? Nói chứ mình quen ai mà người ta nể cha mẹ mình ha, quen ai cha này dây rồi mẹ xuống đó, chú Hải nói nè phải thương cha mẹ mình ha, chữ tình chữ nghĩa con phải phải thương phải không? Con thằng này nó nhắn tin, nó đòi thăm giết do mẹ cha mẹ đi cầu là con thấy sao? Chú Hải nói hãy sống mình cần nghĩa, cha mẹ mình nuôi cần nhỏ lớn lo cho mình ăn học, mình phải thương cha mẹ phải không? Chứ con thấy gì là con thấy sao? Con phải hiểu, con thương yêu ai mà người nào lo cuộc sống cho con đèn hoàng thì con thương ha, với mà ta thương là cha mẹ ha, cha mẹ con lúc nào cũng thương con hết, đi kiếm con, nhất là mẹ con lại đi khóc lóc được kia kiếm hệ sĩ Quỳnh Hải. Chú Hải nói mà chú Hải rớt nước mắt rồi, chú Hải nói đó, chú Hải nói thẳng luôn, còn chú Hải rớt nước mắt này, chú Hải con thấy chú Hải rớt mắt không đó, chú Hải nói gì chưa, bây giờ là chưa, chú Hải nghỉ chưa mà chú Hải phải nghe điện thoại, chú Hải phải chạy xuống nha, con phải thương cha mẹ, thương cha mẹ, còn con quen thằng này nghĩ em đó làm gì, nó có đùa cuộc sống của con không, nó phải đùa được cuộc sống con nuôi không được mà ha. Con nuôi, con quen người nào mà nuôi cuộc sống của con được, giàu có này, hiện giờ nó hẳn với con là giờ là người nào có đùa cuộc sống con mà biết nể thương yêu cha mẹ con, thấy không? Chú Hải nói thẳng là chú Hải này, chú Hải nói vậy, chú Hải nói mà chú Hải rớt mắt luôn. Hiện nay thì bây giờ chú Hải rất là nhiều người mà lại nhờ chú Hải là con cái mới có 15, 16 tuổi bỏ nhà đi, 13 tuổi bỏ nhà đi theo trai. Nói giờ chú con phải hiểu phải không? Con hiểu, chú Hải rất là buồn. Chú Hải đang nghỉ trưa mà chú Hải bỏ đi á, con biết rồi. Chú Hải đang nghỉ trưa mà chú Hải phải đi, phải không? Mà cha mẹ lúc nào mẹ lại cho nó anh Hải ơi, cứu con cùi, con cùi nó bỏ nhà rồi, thằng này nó theo rồi, thằng này nó đồ chiếc coi rồi cho cầu ba mẹ hay sao? Con phải hiểu chứ, con phải đẹp gái đâu mà con xấu gái đâu. Em đi ngoài đường, tới số em rồi mà thôi, trong trọ tâm mình cũng lệ người ta thôi, được. Mình bỏ đi rồi nó còn rồi còn nó cướp cướp này kia là thấy không được, thấy không, thấy ba con khổ không, không ăn ngủ được hết, bỏ công ăn việc làm đi theo đi kiếm con từ ngày này đến ngày kia, con phải hiểu chứ, phải không? Thì ba chú Hải đức, chú Hải buồn thật, chú Hải cái thấy xã hội chú Hải buồn được, con phải hiểu chứ. Con quen với ai mà người nào lo cuộc sống cho con, biết hiểu, biết thương cha mẹ con, nể cha mẹ con là con mới quen. Con quen mấy cái hàng bắt đầu cho ba mẹ đi cầu lên sao? Thì thấy không? Đi, hồi thời gian cái đầu đi về hỏi má cho anh mượn thôi, mượn dưới mượn nhận nợ thì mượn về. Mà cha mẹ kêu ở đâu thì má má thì má trả cho. Má trở về không chịu. Thì đó. Đó, thấy chưa? Thấy ba con lắc rất là khổ. Ba con đến gặp nè, ba bữa hôm ba con lấy mấy lần luôn gặp chú Hải rồi, ba con phải đưa cái người mà lại báo án mà lại ở bên cát về đưa giúp chú Hải, không bữa đó không có ba con là chú Hải cũng phải đưa người đó về bên cát, nó hẳn là nó chứ ba mẹ rất là đau khổ vì con, nó chứ con phải thương ba mẹ, thương ba mẹ nè. Bây giờ nè, cái người nào mà lo cuộc sống cho con quen, thấy không, lo cuộc sống quen quen, còn thằng đấy nó quen với con mà nó không có lo được cuộc sống cho con quen chi, vàng dòng con đem theo con bán hết rồi, phải không? Lo mà biết thương yêu ba mẹ con, biết người lớn, người biết kẻ lớn, thấy không, biết người lớn người nhỏ, con này nếu con mà cái thằng mở đàng hoàng đó, đàng hoàng không nói gì vô nhà nó chuyện đàng hoàng hay sao? Đúng rồi, mà cha mẹ kiếm con người ta thì phải nói ở quyên sang nó về hay sao kiếm về nói gì hết nè. Hồi nãy nè chú Hải nghe điện thoại chú Hải buồn rất, rồi đức ba mình mà kêu cướp cướp là thấy buồn rồi, thì chú Hải buồn thì chú Hải rất là buồn, rất là đau khổ. Chú Hải rất là buồn ha. Mình quen mình lựa người quen ha, người nào là lo cuộc sống cho mình và lo cho bản thân mình mà biết tôn trọng ba mẹ mình. Con nhắn tin là đồ cho ba mẹ ở cù luôn là sao, vô cù là sao, tin nhắn còn không đó, thiệt thiệt chú Hải đức, chú Hải buồn thiệt. Sao hồi giờ chú Hải giúp giùm chú Hải này, về con là chú Hải không có lấy tiền ba mẹ con cái đồng nào hết, chú Hải giúp giùm, đến đây là chú Hải ai mà đến đây nhờ chú Hải giúp giùm, chú Hải sống rồi nó hẹn với con là chú Hải
vừa mở mắt là chú Hải có kỳ rồi, chú Hải cho hai bạc vàng ở đường Đại Lộc Dương đó. Đó chú Hải nó thật với con là chú Hải là giúp giùm, ở đây là hiệp sĩ Quỳnh Hải là giúp giùm, giúp bằng tình người, tình cảm của người, chứ không có nhận tiền hết, không có lợi dụng hết, không có lừa đảo hết. Ai mà nói hiệp sĩ Quỳnh Hải lừa đảo thì đến công an trình báo. Hải mà lấy cái 1.000 đồng nào đó thì đến công an trình báo, Hải cho một căn nhà lẻ của Hải là bánh ABC, Hải cho đang cho thuê và một căn nhà ở Hải đang ở với một cái xe Camry và 100.000 đô. Mình nói được làm được, chú Hải nói là được làm được đó. Mình sống thì mình phải, xã hội bây giờ nó hẳn với con rồi, mình thấy người nào lo cuộc sống cho mình và nể ba mẹ mình thì mình quen. Còn cái thằng này nó dân ở đâu nghen nó vô rồi bây giờ dân ở nghen vô đây nó rồi nó rồi cho ba mẹ đi cầu là con. Chú Hải thấy chú nóng lắm, mà chú Hải đang ngủ trưa mà chú Hải nghe nói là chú Hải buồn lắm, đang nghỉ trưa mà nghe điện là nó rồi nó kêu anh xuống, tại nó kêu cướp rồi. Con đẹp gái đâu phải đâu xấu đâu, chú Hải nó hẳn con đẹp gái lắm, thì con là không có xấu, trắng tiểu đẹp gái thì dễ thương, nhưng mà con làm gì là không được. Tình cờ đang ngồi ăn cơm á, cái đầu nè nó đẹp gái rồi, đẹp gái lắm, đẹp gái rất đẹp gái. Cái ông điện tới là nó đặt nó mua đồ á, nhưng mà cái sim mày má nó lấy lại rồi. Vậy thì điện là qua má nè, má nó biết chơi nè. Cái đầu má nó mới theo dõi mấy người trí qua chạy qua đó thăm dò thử có đúng không. Thì mới tới chút xíu nào thấy đi ra ngoài đó. Rồi nó điện lên, nó điện thoại nó còn chữ hàng đó, điện thoại còn chữ mà mẹ nó đó là cô rất là đau hôm kia chữ rất là đau. Cũng nó chết rồi, nhưng mà trong phòng trọ ta thôi mình bỏ đi được. Mình có lương tâm chút thôi, mình sống thôi. Nhưng mà ba mẹ mình ba mẹ mình phải nể phan thương kính yêu. Còn hằng này nó làm gì là không được rồi. Chú Hải rất là buồn, chú Hải đang vừa đi về, chú Hải vừa nằm nghỉ chút mà chú Hải nghe điện thoại chú Hải buồn được, chú Hải phải chạy lên can thiệp. Bây giờ đến Hải nha, trên đồng mạng nha, có anh Hải giúp đỡ, em rất cảm ơn. Mà tuyệt đối là không bao giờ lấy tiền đến bạc gì của ai hết. Thì anh có sao nó vậy? Chị làm phước thôi, thì giúp đỡ rồi. Nói trên đồng mạng rồi đó, thì có con nhỏ, con em, con gái, thì mình phải nghỉ một chút, đừng có chơi điện thoại nhiều quá. Đúng rồi. Rồi đâm ra rồi bây giờ, trên mạng bây giờ nó không có như hồi xưa nữa. Bây giờ đủ trò hết trơn à. Còn anh Hiệp á, là phía anh Hải á, là giúp đỡ bà con chứ không bao giờ lấy một cách nào của anh em ở trên đó. Thì nói chung ra là cô thì ai mà đến nhờ hiệp sĩ Hải là cô rất là cô lúc nào giúp đỡ. Còn ai mà nói bậy, cô đang đứng ngồi ở đình, cô đang ở ngồi đình ở đình Chánh An, nếu mà cô mà có lấy tiền ai lừa đảo ai thì đến công an trình báo. Nếu mà cô mà có lừa đảo ai thì đến công an trình báo, nếu mà cô có cội thì cô sẵn sàng cô cho một căn nhà lẻ, cô là bánh ABC, cô dân đây cho thuê và 100.000 đô và chiếc Camry và cái nhà cô đang ở vậy thôi. Nói bà cô và mọi người biết ha, chứ đừng có nên nghe là cầm bậy bạ nghe lời. Đúng rồi. Đó cái gì mình thấy mình hay nói đúng rồi. Như tụi em bên nào đó, như con gái em bỏ đi nè, cũng nhờ anh Hải nè giúp đỡ kiếm mà anh em cũng trên đồng mạng á, thì có con cái thì cũng phải quan tâm một chút, đừng có cho điện thoại nhiều quá. Rồi đó, nghe anh nói không, đi làm á thì bắt đầu là mình kiếm chỗ đàng hoàng cho con làm, chứ đừng có lẻ đi bắt đầu là này tập tục bắt đầu là thì bỏ nhà bỏ cửa đi để mà khổ cha mẹ. Đó, và cũng có anh Hiệp đây, Hiệp sĩ đây đó, giúp đỡ cho bà con anh em, mà tuyệt đối là tiền bạc không bao giờ lấy qua mình đồng cắt nào hết, tuyệt đối đó. Thì bà con cứ nghe người bị hại ba người phụ huynh của ba mẹ của mẹ ba của người bé này đó, thì bà con cứ nghe chứ đừng nói là Hiệp xin Hải là đi tìm là giúp dân lấy tiền. Cô nói hãy với tôi sống con thức vậy là có tiền rồi, thì mọi người cứ nghe ha, cứ nghe mười người thật việc thật, đừng có nghe những thằng bá dơ ngoài đời nó bị mua chuộc bỏ chừng 500 triệu cái nó lên nó xấu rồi bóc phốt. Hiệp xin Hải, Hiệp xin Hải là Hiệp xin Hải, không bao giờ nói bậy. Mình phải suy nghĩ, mình phải đánh đo, mình phải làm sao mà đúng không, đúng như vậy hay là không đó, chứ mình đừng có nói người ta gì đó, tội người ta làm phước giúp đỡ bà con, những người cha mà con đi mà không về thì cũng nhờ lắm anh Hải, Hiệp xin Hải đó, đi kiếm về bao nhiêu dù đó. Mấy người phải suy nghĩ mới được chứ đừng nghe người trên mạng nói này nói kia, đó là không được, không đúng. Đó thì bà con bác nghe ảnh này là một người cha của một đứa bé bỏ nhà đi hay gì đó, thì nói bà con bác gì ha, mình sống như tình người ha. Đó thì chú Hải nói gì nè, con bây giờ heo con cũng lớn rồi heo, con phải lo cuộc sống của con, tương lai của con ha.
ha. Nhưng mà cái mình phải quen người nào tôn trọng ba mẹ mình thì quen ha, chứ quen như hằng này nó quen mà nó không lo cuộc sống cho con mà nó còn đòi cho ba mẹ đi cầu là chú Hải không thích rồi, chú không thích rồi. Con có gì con nói ha. Rồi chú Hải nói gì? Dạ, trong buổi live stream này thì con cũng con không biết lỗi con rồi, con xin lỗi là ba mẹ tha thứ cho con. Con còn nhỏ, con hơi thời dạ, con suy nghĩ có hơi mầm bột. Con xin lỗi ba mẹ tha thứ cho con lần này. Con sẽ không tái phạm như vậy nữa. Đó, ba mẹ bỏ công việc làm, thấy không? Ba mẹ bỏ việc làm thì chú Hải rất là đau, nhất là mẹ con. Đến hiệp sĩ Hải khóc, anh Hải là ráng cứu con, cô này tìm về rồi mà giờ đi nữa. Thì con phải hiểu, thấy không? Nói chứ chú Hải nó rất là đau lòng. Mình có con mình mới hiểu, mình mới hiểu là cái sự ba mẹ rất là thương con. Đó, thì chú Hải nói thẳng với con vậy. Chú Hải nói mà chú Hải rất nước mắt. Nếu chưa mình phải thương ba mẹ trong cuộc sống này, bằng ai bằng cha bằng mẹ hết trơn. Đúng rồi, anh em đúng rồi, đúng rồi. Không ai bằng ba mẹ, không ai bằng cha bằng mẹ bằng anh em trong nhà hết trơn á. Tốt có mấy tốt không nhà bằng. Đúng. Dù khi bạn bè nó còn giết nhau. Người ta nói, người ta thấy dù cùng nhậu này, người ta thương nó, ta thương con, nhưng thật chắc ra hoài này hết nhậu rồi. Dạ, người ta ta giả tạo thôi. Ba mẹ là mình là suốt đời. Mẹ chán con rồi nó bỏ con thôi. Đúng. Dạ, cuộc trời này vậy mà xã hội bây giờ đúng, không tin ai được. Đúng, không kinh ai được. Bản thân mình chứ tin mình nó tin ai giờ. Đúng, đúng. Nếu con phải thương ba mẹ. Ba mẹ nuôi mình từ nhỏ lớn, cuộc sống của mình, hiểu không? Đó thì chú Hải nói vậy. Chú Hải nói đó, nhất là mẹ anh. Chú Hải điện để giải cứu Ca Ninh cách đây 2 bữa. Rồi chú mẹ con lấy được số điện thoại mà rồi mẹ con có nhắn tin rồi điện thoại chú Hải. Rồi chú Hải thấy cái số điện thoại mà điện mình nói với mẹ con mà nói chuyện hỗn hào. Rồi chú Hải bấy lần chú Hải mới biết là thằng đó là thằng bạn con. Thằng đó là không được. Thằng đó được. Chú Hải thiệt hồi nãy hên cho nó, chú Hải mà đưa xuống dưới là kịp thời là chú Hải không có để yên đâu. Thấy không? Nói chứ mình phải nể cho mẹ, phải không? Ba mình mà để nó là để cướp là thật chú Hải không ưa rồi, không vui rồi. Đó mà nếu như người khác thì mấy kia nó mấy người nó quấn chết thằng kia. Đúng rồi. Nhưng mà ba mẹ có cái đức không? Không bao giờ quấn người. Đúng rồi. Mình quấn người ta mình không có tội người ta. Đúng rồi. Nói là cái gì cũng vậy. Bây giờ mình sống cho tốt. Rồi ba người đó. Người ba. Rồi nói chuyện với con ha. Nói chung người ba rất là thương con. Ba không ăn ngủ được, ba kiếm rít ngày nào ba suy nghĩ đến con là ba xin nghĩ đến con, ba ngủ không được, nó hẳn với con gì đó. Bây giờ nhà hai chồng nó thất nhau tới sáng rồi đó. Đó ba nói ba đứt mắt này giùm nè. Tới sáng rồi đó mà. Ba đỏ mắt, ba đỏ. Nó cho con cái không? Không biết là ra ngoài giờ nó ở với nó rồi sao? Đúng rồi. Rồi nó sống rồi sao đây? Nó không có gì bằng cha bằng mẹ. Không bằng cha mẹ, không ai bằng cha mẹ. Cha mẹ là mình là số 1, nó hẳn gì? Không ai hiểu. Tình cờ đang ngồi ăn cơm với đầu cái con nhỏ kia, cái ông kia ông điện tới là nó mua đồ đó thì nó điện gói sim này ở đầu cô mới hỏi này là bé này đặt cái gì đó ở đâu rồi cô thì cũng kể thẳng là nó bỏ nhà đi gì đó rồi cô gửi cái địa chỉ cái vị trí qua đó đầu gửi qua đầu con mới chạy đó mới chạy xuống là nó đi ra đó nhưng mà cái là anh giỡn anh phải điện tôi. Tại vì sao em tính thành lên chứ nó tôi đã lâu lúc nào tôi cũng nghe máy không phải tại vì tôi dí cướp chỉ đủ cướp thôi là không nghe máy rồi bà con cô bác nên hiểu cho Hải Hải mà đang chỉ đủ cướp là Hải không nghe máy thì Hải có thể điện lại cô bình nhớ Hải có điện thoại điện lại heo bà con cũng không cảm mình công việc nhiều lắm heo em nói là em dò có đúng không á em mới điện cho anh nhưng mà không ngờ là em mới dừng xe chứ không à bắt đầu nó đi ra thấy đi ra đó đó em mới núp ở sau xe tải á mới dòng xe tải đi ra thì em chụp luôn đó. Nói chứ con phải thương ba, hay ba con bỏ công việc làm, ba con không có kinh doanh, không có ấy hết. Mà ba con phải đi kiếm tìm con. Đến đây bữa mà mẹ con ở nhà, ba con phải lên đây. Con phải hiểu. Thấy không? Thấy chưa? Con phải thương người nào mà biết thương yêu con, thấy không? Thấy dù anh nào biết thương yêu con mà biết nể kính nể ba mẹ con thì con nên quen. Người ta lo cuộc sống cho con được, hiện giờ nó hẳn với con là bây giờ.
mình quen, mình thấy người nào lo cuộc sống con là con gái. Người nào mà quen với con mà lo cuộc sống con thì con quen ha. Ha. Nói thẳng với con là chú Hải là hiệp sĩ, nhưng mà chú Hải không bao giờ mà lợi dụng ai hết. Chú Hải làm ha. Học trước đó chú Hải bán vật liệu xây dựng. Sau này chú Hải cho thuê mặt bằng, chú Hải không bán vật liệu xây dựng nữa. Chú Hải cho thuê mặt bằng, chú Hải có tiền, chú Hải mới đi làm hiệp sĩ. Nói chung là bây giờ hiệp sĩ nó nhiều lắm, nó y như rá lụng rụng luôn. Nhưng mà nói thẳng với mấy hiệp sĩ trẻ, mình có công việc làm ổn định, mình dư tiền rồi mình đi làm hiệp sĩ. Chứ mình mà không có tiền mình đi làm tầm bậy rồi mình xin tiền bị hại này kia. Ngoài bây giờ, xin tiền bị hại này kia không được. Chừng đây là hiệp sĩ. Mình xác định ra đúng người đó là bắt đầu mình làm hiệp sĩ, nhưng mà đừng lấy tiền của dân. Đúng rồi. À, mình giúp đỡ thôi. Đúng. Cái nào cái mình ra cái đó. Đúng rồi. Mình phải điều tra cho rõ ràng chứ mình đừng đừng nghe người này nói thì đầu mình đội thừa cho người kia. Yêu dân hiệp sĩ hại đó. Anh giúp đỡ mà lấy tiền người ta. Cái đó là mắc dạy, không phải là mắc dạy. Thấy không? Đó. Cái đó là chị yếu nghe đồ nội mạng thôi. Nó bỏ mua chuột 1-2-3 triệu vậy rồi nó nói vậy. Nó ghét mình thì nó nói vậy. Bởi vì mấy người á phải tỉnh giác cái chuyện đó, không mình mà suy nghĩ cho kỹ rồi mình điều tra coi mình chính thấy không, chính mình thấy không, mình nói người ta đó, mình nói người ta là người ta vô tội người ta đó, mang tiếp nãy giờ tôi cũng đăng ký rồi. Nói chung câu vừa rồi tôi đi Mỹ 1 tháng 2019, ở đây mấy thằng đệ nó ở đây nó lấy tiền của dân thì tôi nói chung là tôi đuổi hết rồi nó lấy tôi đi Mỹ mà nó lấy tiền đưa tôi thì biết sao. Tôi nói chung là tôi nói thẳng với bà con bác nè, tôi Nguyễn Hải mỗi lần mà phỏng vấn đi Mỹ thằng mình có tiền mình mới nó mới cho mình đậu, mình không tiền là nó cho mình rớt hẳn luôn ha. Mình có tài sản nó mới cho mình đậu, đi phỏng vấn Mỹ mình mà không có tiền là nó cho mình rớt, nó hẳn gì bà con với gì ha. Lúc đó tôi còn trẻ, lúc năm 2015 thì tôi đi phỏng vấn đi Mỹ thì nói chung ra là hai tôi với vợ tôi, con tôi lúc đó còn trẻ ha, lúc đó có mới bao nhiêu lúc đó có mới 30 mấy tuổi rồi, vợ con lúc mới 24-25 tuổi rồi, thì nói chung là ra là phỏng vấn là đậu liền. Ai cũng nói ủa sao anh Hải hay giờ còn trẻ mà không, nói chung là tại mình kê khai ha tài sản của mình ha, kê khai tài sản của mình là nói chung là mình nó sợ mình qua bển mình trốn, kê khai tài sản của ngàn mình cho thuê, mình cho vay, mình cho ngân hàng mượn tiền dịch ra tiếng Anh và mình có sổ đất sổ nhà này kia thì nó cho mình đi thôi. Thì nói bà con bác mình nói ai nói cái gì là phải can chứng vật chứng ha, nói chung là can chứng vật chứng cái gì cái nói được làm được, chứ không phải là nó cầm bậy bạ rồi lên mạng nó bậy bạ là câu like câu tim rồi đi bán ba cái đầu cầm bậy bạ rồi hàng thì đi đầu hầm đi đầu hố rồi nói hiệp sĩ này kia đi đầu đất này kia rồi hàng đi bán mấy ghim đi bán tầm bậy bạ, đi bán ba cái sầu riêng rồi đi bán cái nón bảo hiểm rồi lên rồi nó móc phốt hiệp sĩ Vinh Hải, nó cầm bậy bạ, đây là người thật việc thật ha. Này nói bà con bác vậy ha, mình nói cái gì thì mình phải xét suy xét lại, mình phải tìm có hiểu có đứa người này làm sao, hiệp sĩ Vinh Hải nó ở nhà làm gì trước làm gì ha, đó thì mà con bác biết ha, nói cho mọi người hiểu ha, đừng có nên bị muộn tội phạm mua chuột nữa. Nó cốt nhất là nói bà con nè, bạn bè không có nên cho mượn tiền, tôi đã cần cho mượn tiền rồi mà có cho thằng này nó mượn quen mượn 900 triệu rồi xong rồi nó mượn trả lần 20-30 triệu 20 triệu nữa mấy năm trời mới trả hết, nhưng mà còn hiếu 20 triệu. Bây giờ tôi để đó đi, hay cặp tờ giấy 20 triệu để đó đi rồi để mốt rồi tính tiền tôi thì không thiếu, nhưng mà tôi mình cho đi là còn mãi, thường được cái là cho đi là còn mãi nha bà con. Thì nói cho mọi con biết vậy. Thì nói chung là bé này nó biết lỗi, nó có xin lỗi rồi, xin lỗi ba mẹ là nó có sai. Thì mình nói chung là mình đánh người đi anh đánh người trở lại, đánh người trở đi anh đánh người trở lại, bé đã xin lỗi rồi ha, nên bà con bác cũng tha thứ cho bé ha. Nói chung là vậy thì bé biết xin lỗi. Thì chú Hải phiên con, mình con có đẹp gái hay không, con cũng đẹp gái chứ phải xấu gì đâu, mà con quen phải quen người nào mà lo cuộc sống của con được suốt cuộc đời và lo cho con ha, vật chất này kia và tình cảm ha, tình cảm là chính ha, rồi biết công ơn của ba mẹ nuôi con từ nhỏ lớn. Thì chú Hải nói gì, chú Hải mong là con phải tiếp thu ý kiến của chú Hải nói, hiểu không? Chú Hải mong là con tiếp thu ý kiến của chú Hải nói ha.
Chú Hải cũng buồn, chú Hải nói mà chú Hải rất mắc. Sáng nay là nhiều người hỏi, chú Hải vừa đăng lên mấy đứa mà chưa đủ vừa coi niên. Thì chú Hải vừa đăng lên là hai ba người là bò về rồi. Nhưng mà về rồi người ta có nhắn kênh chú Hải. Người ta nói là chú Hải ơi cho con số phản, con gửi tiền cho chú Hải để chú Hải đổ xăng cho anh em đi. Mà không, nhưng mà chú Hải không bao giờ mà lấy nhận ba tiền đó. Người ta đến đây khổ, người ta mới đến đây. Người ta giàu có, người ta đâu đến đây gặp hiệp sĩ Hải chi. Thì chú Hải nói vậy, hiểu không? Nói chung là chú Hải không bao giờ mà chú Hải mà lấy tiền một đồng tiền này kia. Người ta nghèo khổ, người ta khổ cực lắm rồi, người ta mới đến gặp hiệp sĩ Hải. Thì chú Hải nói vậy thôi, nói bà con biết, bà con hiểu ha. Nếu mà ai mà nói hiệp sĩ Hải lấy tiền của dân thì đến công an trình báo ha, hiệp sĩ Hải sẵn sàng đối chất ha, vậy thôi. Bà con của bác ơi vẫn hiểu cho Hải, Hải sống cho tình người ha, không bao giờ mà sống bậy ha với ai hết. Rồi nói bà con bác gì ha, bà con bác hiểu cho Hải đi, đừng có nghĩ về tầm bậy bạ. Alo. Alo. Dạ nghe. Dạ, dạ nãy không ạ? Dạ đúng rồi. Nhà em ở chỗ đường là 5 Nguyễn Quốc Bộ anh rồi. Rồi có gì rồi, gì? Mất bao nhiêu phút rồi? Đã giờ chắc 10 phút anh ơi. Mất xe gì? Thác mà màu đỏ anh, thác mà mốt á. Rồi. Mốt màu đỏ. Dạ. 6 3 5 1 6 3 2 1. Rồi thôi bây giờ anh làm ơn sổ cho em kinh nhắn đi. Mất xe hiệu Thác Mo phải không? Màu đỏ, biển số mấy, mất địa chỉ nào nhắn kinh liền đi. Rồi đi con ra đón, nhắn kinh liền, nhắn kinh liền đi. Rồi rồi, nhắn kênh Thác Mo màu đỏ, mắc địa chỉ nào nhắn kênh qua. Đó thì chú Hải phiên con một lần cuối cùng, con phải nghe lời ba mẹ, vậy thôi. Chứ chú Hải không biết nói gì hơn, chú Hải cũng rất là đau khổ. Con cũng đẹp gái, không có xấu gì đâu. Mà con đi quen cầm bậy bạ, quen mấy hàng bờ đường bờ xá, nhà cửa không có, đi muốn nhà trọ, thì chú Hải nói gì thôi. Chú Hải nói gì thôi. Đó, chú Hải nói gì thôi. Con có bức ức gì con nói. Ừ. Thầy con có nói, con có gì con nói thiệt. Ừ, sau cái buổi live stream thì con cũng cảm ơn ba mẹ, cảm ơn chú Hải. Thì đã tìm con. Con còn chung là con suy nghĩ con chưa có tới, con hơi bùng bột. Thì con xin là ba mẹ đừng có buồn nữa, tha thứ cho con lần này, con sẽ không vậy nữa. Thì con không biết lỗi con rồi, xin mẹ đừng có la chửi con nữa, con hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, đó là mẹ buồn nữa đó. Thì nói chung là ba mẹ nghe bé nói, ba mẹ phải thương con đó. Con mình thì mình nói chung nói nhỏ nhận cho nghe, không có la rầy bé ha, để cho bé còn tâm trí. Nhưng mà chú Hải nói là con đừng có nên bỏ đi, nói chung ba mẹ rất là thương con. Ngày này kia con hiểu rồi, chú Hải nói hẳn luôn á, chú Hải về chú Hải nói hẳn luôn. Chú mà con đăng lên bán đất bán này kia, chú Hải cho người để dụ con ra. Con biết phải vấn đề đâu phải không? Con phải biết chứ, con phải hiểu. Đó nói thẳng cho con biết giờ. Bây giờ chú Hải nói thẳng với con vậy thôi. Đó, chú Hải nói thẳng vậy. Con phải hiểu. Con phải hiểu cho ba mẹ ha. Đó. Nè mẹ lên nè. Thôi nè, bây giờ nè, thôi bà ơi. Bà không làm gì, bà làm gì không được. Thôi, thôi. Nè, nó đã xin lỗi rồi. Nó nói hồi nè, con nè, con nói nè, chị nè. Chị nghe con nói nè. Chị thương cười. Ha, nó đã xin lỗi rồi. Nó xin lỗi rồi. Thôi em thầm. Nè, nó xin lỗi rồi. Nó xin lỗi, nó hứa rồi. Nè mấy chị mà thương cười. Con nói chị nghe, nó nói rồi, chị mà nói là nó đi rồi. Tôi đau bệnh là mình chứ. Nè, nè. Chị thương cười. Nè, chị thương cười. Chị thương cười. Nè, con nói chị nè, nó không bao giờ đi nữa, nó hứa rồi. Nó là chị mà la đầy nó chứ con nhỏ mới lớn, con chị phải nói đàng hoàng. Nè, nè, con phải, nè, nên nó phải. Nè, chị thương tôi. Con nói rồi, con nhìn nè, con nhỏ mới lớn, mình phải nói ngọt nó. Anh đi không? Tôi nó đi anh đi mấy lần rồi. Thôi phải, nè, chị thương tôi nè, không. Em rất là cảm ơn anh Hải. Nhưng mà phải chị thương tôi. Cô nói rồi, nó nghe tôi rồi. Chị làm ơn chị về nhà, chị không bao giờ la đầy nó. Con nhỏ gái mới lớn, chị phải thương nó, yêu nó. Hay con nói gì thôi. Cô nói cô đứt nước mắt là cô đang nghỉ trưa mà nghe điện thoại cô phải chạy xuống. Thì chị hiểu cô rồi không? Cô đang nghỉ trưa nhưng mà thôi chị nè, chị anh không ạ. Tôi đau bệnh đây nè, tôi đang làm bệnh viện. Biết rồi, chị đang làm bệnh viện biết rồi. Tôi cũng gì tôi đồng anh biết không tôi gì tôi đau kinh nữa. Biết rồi. Thôi nè, chị phải về, chị phải nghe lời cô.
ngọt ngào, nó chỉ ngọt ngào với con không ra đầy con. Hai con gái mà nó lớn tuổi mới lớn. Anh thấy chị hiểu không? Ờ. Anh ơi con tôi em nó đi bỏ đi mấy lần rồi, tôi không nhờ anh. Rồi 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 biết rồi. Gắng giúp đỡ cho em thật sự trời. Em đi gian xin ông trời rồi, ông trời không bỏ mặt em đâu đi anh. Dùng đứa con mắt yếu nữa nè, con đứa này nè. Nó đi mấy lần rồi, tại em cũng lo lắng về chi bà ngoại mắt ấy, nó bỏ mặt bỏ mày. Đám trăm ngày nó không chịu về, ông bà cũng gì mà bệnh viện mà nhà tôi cũng gì nó xỉu lên xỉu xuống. Em cũng nhờ anh mấy lần rồi. Bây giờ nó hứa với cô rồi, nó sẽ nó xin lỗi rồi. Mẹ bệnh đó rồi, nó dám nó bỏ mặt mẹ vậy đó. Nó coi mẹ ra cái gì nữa. Nè con nè, con nghe mẹ nói không? Trời, nè bây giờ mẹ thương con, mẹ mới nói, mẹ mới lao lo cho con, mẹ mới la con. Hiểu con không chắc mẹ không? Con không chắc mẹ vậy. Tôi là làm mẹ nè, bánh giá xẻ thịt rồi đẻ nó ra nè. Phải tôi bực đại con, tôi thương. Nhưng mà nè nè, quay nhưng mà tôi nói chuyện nghe. Chị bên nè. Nè, chị nghe là cô nè, chị về chị ngọt ngào nó con nhỏ gái mới lớn, gái mới lớn chị phải không có la rầy, không có đánh nó không mấy này kia. Tôi nghĩ lắm anh lại, em đang cái thằng Mỹ anh. Em nhờ anh. Cô nói rồi, nó nghe rồi. Mẹ nhờ anh chú Hải đây nè, bao nhiêu mà. Giờ chú ở đây. Đi tìm để kiếm mày cũng gì mày phải một lần tao không nói mày biết bao nhiêu lần cái gì rồi mày làm cha mẹ cực khổ bao giờ nó sứa rồi nó đứt mắt rồi tao là gì nè vì mày bà ngoại bị chết vừa mắt vừa rồi cũng khoảng nửa tháng hai đây vì gia đình nghèo khổ ba buôn bán mẹ buôn bán em thì có mọc hành em còn mới 5-6 tuổi à. Mẹ thì đi khám bệnh nằm bệnh viện người ta bác sĩ nói là mẹ bị viêm thần kinh đi khám bên Sài Gòn luôn nè bây giờ chú Hải nói này, con chưa? Nè thôi con hứa chú mẹ đi vì con hứa mẹ đi mà tao bệnh hoạn gì nè thôi con hứa cho con mẹ đây con hứa đi nói đi con nói đi thôi giờ con nói đi con nói nói à, xin lỗi mẹ thấy chưa anh thấy không em nè em nằm xỉu hồi sáng anh thôi được thôi thôi nó xin lỗi rồi thôi thôi nói xin lỗi thôi chị ơi chị nghe coi nè mình phải ngọt nó con nhỏ mà gái mới lớn coi con em nó đi mấy lần rồi anh làm nó không biết thương cho nó nói vậy nó nói rồi mà nó là cú lớn lớn lên lớn lên lớn lên nó nói gì hay chưa đó hay con thương ba mẹ con đi nhiều lần rồi nhưng thấy chưa lần này sao hứa chắc ăn không hả ba nó ra bắt mà nó còn kêu cướp nó rồi. Dám nói ba bắt mà nó đánh bắt cướp nữa lỡ trong phòng ra là quýnh ba con sao giờ chưa phải tôi nói mẹ nghe không phải là con nó ba cướp mà tại nó còn hơi bạn quá anh biết không em lên Sài Gòn em bắt nó mà nó nói em không phải mẹ ruột của nó người ta dí em trong phòng á nói rồi nè nghe chưa tại vì đâu có biết tao bệnh như thế nào đâu người mẹ người cha người thương mày bao nhiêu mày mày rồi nó xử tao vậy con mà đối xử cha mẹ thì làm sao được đấy nhà thì ai cũng lo, ai lo lắng cho mày thấy không lo từng miếng ăn miếng ngủ từng miếng cơm mày thấy chú Hải khóc là mày thấy chưa vì gia đình vì hoàn cảnh như vậy đó mà rớt nước mắt anh biết không hồi sáng thì em ngồi không nổi em muốn hai ba liều thuốc bởi vì em sống ở Hải ông trời ông gặp Hải con em không gặp Hải gặp không Hải với em à thì em cũng nhờ anh biết bao nhiêu chuyện rồi em cũng lúc nào em cũng nhờ em cũng sờ nhờ tin nhắn của anh hết trơn á lúc nào em cũng bật lên em nhờ cái bút anh để qua cái điện được bắt được có em về không không được thì em cũng nhờ anh đi cũng nhờ ngày hôm nay đi tiếp với nhiêu lần rồi trời ơi mừng đi em không có ngủ được đâu em bị bệnh à em bị bệnh rồi sáng em ngồi không nổi đợt ấy cũng lên nhờ anh mẹ em đâu có nổi đi cũng nổi đâu ông chồng em lên nó đầy luôn bao nhiêu lần rồi chị mình đâu có biết thương chứ thương mẹ đâu bánh xẻ thịt luôn có ngày lớn con lên tới đầu này con hứa chồng lứa xu bà ngoại thì mới mất đi 100 ngày mẹ đã bệnh mẹ còn dám cái gì chứ quê 800 ngày bà ngoại tao nghèo thiệt tao vô mà tao không cho cách thì thương cha thương mẹ cuộc đời tao không có gì bằng cha mẹ hết trơn mày tao sống tao đâu có thiếu với cha mẹ tao đâu tới ngày tao chết thôi nhưng mà không ngờ cái mặt mày sáng lắm mày có được người mẹ người cha thương yêu mày gì mà không biết trân trọng để cho cha mẹ sụp đổ vì mày mà đau bệnh cái gì này nè nhờ chú Hải đây bao nhiêu người đó đây tìm nhất cũng cực khổ lắm chứ mày cũng không biết chứ tìm mày không mà chứ có làm ăn được có gì làm đâu làm ăn gì được đâu làm ăn buôn bán gì được bao nhiêu bao đi lắm tới thì đòi cướp nhờ chú Hải phải thì xuống nó mới chịu về đó không có về nữa tính đập luôn rồi đó chứ mày thấy chưa con ơi mày như vậy không nếu thấy cha mình gì thì mình bước ra cha à ba à con biết lỗi mày rồi phải đi về phải chứ có đâu mà làm như gì mày nói mày thấy không
Mà nhìn chú Hải nè, vì hoàn cảnh gia đình mà chú rớt nước mắt đó, chú mày biết trước cái đó. Anh biết không, em thiệt sự không đêm nào em ngủ được hết trơn. Em lúc nào em cũng nhắn tin cho nó là không nghe điện thoại, nó không nghe, không nghe máy. Mày hỏi chú Thành đây, hỏi bao nhiêu người đây, là tao có bệnh quả không, vì mày mà, vì mà quả tao sụp đổ tinh thần, tao làm ăn không được, bệnh luôn. Mày không tin mày đem về giấy tờ tao kìa, tao bị dây thần kinh kìa, ngủ ghê không được, đầu cổ nhức nhối. Đấy không, nhờ không có mình nên thì có thể tập thôi, giết cha mày đó rồi. Trong khi cha mình đẻ tạo mình ra, có cha mới có mình nghe con, có cha có mẹ mình mới có trên đời này, chứ không có cha có mẹ thì mày không có đâu. Cha mẹ còn sống mày không quý trọng, cha mẹ mất rồi lúc mày ngồi mày khóc mày tan. Người ta không có cha có mẹ kìa, ta còn muốn có cha có mẹ, còn mày có cha có mẹ, mày có cha mẹ không ra gì. Đâu phải gần đâu. Thôi gì đưa đi về đi, đưa về đi. Rồi đưa về rồi. Trời và tâm cầu xin anh. Em rất là cảm ơn. Rồi rồi đưa về, đưa về đi. Bé được rồi, cái kia lại cười lá. Anh thấy không, cái đi hết người này người nọ, nó ghê lại người ta không à. Rồi rồi. Được cái gì, mình là con gái đàng hoàng, không phải là xấu. Đúng xấu rồi. Xí gì đâu. Đẹp gái chứ đâu phải em đâu. Nói cho anh nghe, dù nghèo khổ mình rồi. Thương cũng có cái đám cưới cho anh. Đúng rồi. Mình đâu phải mà cái bộ đại dạng màu bỏ đâu, mà đi hết tầng này tầng nọ mà đi qua đi như vậy là mình quét ta coi mình ra cái gì. Quét là mấy bả. Không đúng ra cái gì đâu anh. Mấy đóng ai hết, đúng rồi. Đó mà thấy anh Hải sao rớt nước mắt. Tao biết đi được dầu cuộc sống nè, ai cũng còn mình có cha có mẹ hết trơn á. Mày cũng hiểu biết đâu. Nhưng mà chứ tấm lòng tao khổ sao như thế nào đâu. Mày để có chồng có con mà mày sẽ biết. Thôi con nghe lời mẹ nghe. Em gửi trời đã Phật, em cảm ơn anh Hải nhiều. Hai đứa đi về, đưa đi về đi. Thôi em đi về đi. Rồi rồi rồi. Em cảm ơn anh nghe. Rồi 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 rồi. Vì anh á. Rồi rồi, về đi. Rồi rồi. Về đi, về đi. Ừ. Ngửa mặt đây. Để con uống nước nè, cầm nước uống đi. Con uống nước này đồ con đừng để cho mẹ khổ, ba mẹ khổ nha. Ba mẹ bệnh bữa hôm nay. Ông tính chợ anh chi với bà. Trời. Để cho mẹ bệnh hôm nay con. Thấy không, em đang bệnh mà em. Thôi bỏ bỏ đi. Đây con về về đi. Giờ giờ lấm áp đây, uống đi, cầm nước uống đi. Để bé làm ơn nghe lời ba mẹ nghe. Nghe chú Hải đi. Ha, rồi rồi. Rồi chú Hải nói gì rồi nghe đi. Em cảm ơn. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi, rồi về đi. Rồi. Rồi về đi. Con cứ về ngoan nghe con. Rồi rồi rồi. Để về bà để bao chở. Bây giờ thấy con mẹ thấy mẹ khổ bài bệnh rồi. Hất đêm này kia. Hất đi bệnh này kia, con phải hiểu cho mẹ. Rồi rồi dây à. Rồi 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 rồi. Rồi về vậy. Rồi rồi. Rồi 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 dây rồi rồi bye bye bye. Rồi rồi rồi. Rồi rồi dây vậy đi. Về đi. Sáng về nghe lời ba mẹ nghe con. Rồi. Rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi rồi bye bye. Rồi. Về rồi hẹn gặp lại. Thôi chỉ ra dây phẻ nghe. Rồi. Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi.